Hello các bạn, hôm nay cùng mình cầm cái giỏ này đi tìm đồ chơi nhá. Xem nào, xem có đồ chơi không nhá. À, wow, cái gì kia các bạn ơi. Ấy chà, cái gì đây nhỉ? Wow, ai, một khẩu súng đồ chơi các bạn ơi. Hi chà, wow. Ý, một khẩu súng đồ chơi rất xịn sò nhá, bị dính bùn các bạn nhá. Đấy, wow. Wow. Ui, bắn được luôn các bạn ạ. Ây da, bắn chiêu. Rồi, cho vào trong giỏ đi tìm tiếp các bạn nhá. Xem nào. À, đi tìm nhá. Wow, cái gì kia các bạn ơi. Đây, rất là nhiều xe đồ chơi nhá. Đấy, có cả máy xúc này. Wow, có cả cần cẩu luôn các bạn ơi. Ây da, một em xe khủng long nhá các bạn ơi. Khủng long chở máy xúc à. Wow, em này bị đổ rồi. Rồi, mình cứu em ý nhá. Đây, mình cứu em này bị đổ rồi. Wow, một em máy xúc này các bạn ơi. Múc được nước luôn. Ui chà. Ui chà, ai già. Em máy xúc này bị đổ các bạn ạ. Còn hoạt động rất là tốt nhá. Đấy. Ok, cho em máy xúc này vào trong giỏ các bạn nhá. Đem về tắm cho em ý nhá. Rồi. Wow, đâu nữa này. Một em xe ben nữa này. Wow, em xe ben này cũng bị ngã rồi này các bạn ơi. Đấy. Nâng được ben các bạn ạ. Rồi. Một em xe ben. Cho vào đây nhá. Rồi. À, đây rồi, chạy đi đâu? Wow. Ui. Một em xe cần cẩu. Wow. Ui. Em này tí nữa thì ngã các bạn ơi. Một em cần cẩu nhá, crane. Đấy. Wow, em này không hạ được cần à. Đấy. Wow. Nên. Wow, em này bị dính rất là nhiều bùn các bạn ạ. Đây này, bùn bẩn rất là nhiều này. Ây da. Nhiều bùn bẩn lắm các bạn ơi. Mình đem về mình tắm cho em ấy nhá. Cho vào đây đi các bạn ơi. Đấy, cho vào đây nhá. Đi về tắm các bạn ạ. À, ở kia nữa kìa các bạn ơi. Đây là em gì đây? Wow, một em xe cảnh sát à các bạn ơi. Wow. Em này lốp rất là to này. Wow. Úi. Úi chà. Wow. Bắn bùn rất là bẩn các bạn ơi. Em này mở được cửa luôn này. Đấy, rồi. Cho vào đây nhá. Ok. Đi tìm tiếp nhá các bạn ơi. Xem nào. À, đây này. Ở đây có một em này. Wow. Úi chà. Wow. Một em xe ben bẩn các bạn ạ. Rồi, đem em xe ben này về tắm cho em ấy thôi nhá. Ok các bạn ơi, để à, cùng mình đi rửa xe nhá. Ai chà, wow, rất nhiều xe đồ chơi này các bạn ơi. Úi chà, bắt đầu rửa xe cùng mình nhá các bạn ơi. Nào, xem em này nhá. Wow, một em máy xúc đầu tiên đi các bạn ơi. Đấy, rất là to và rất là xịn sò luôn. Đấy, nhúng xà bông này. Ây da, wow, nhiều xà bông quá các bạn ơi. Wow, úi chà. Đi xuống nước nhá. Wow. Úi chà. Đấy, tắm rất là mát luôn các bạn ơi. Đấy. Wow. Úi chà. Cọ thật sạch cho em ấy nhá. Đấy, xà. Yeah, rất là sạch và rất là xịn xò luôn. Wow, úi chà. Một em máy xúc đã được tắm sạch nhá các bạn ơi. Cho ra đây. Wow. Đấy. Wow, xúc đất luôn các bạn ạ. Rồi, tiếp tục nhá. À, cái bàn chải đâu nhỉ? Wow, đây rồi. Ui. Đấy xà, tiếp tục đi các bạn ơi. Lấy em này đi, em khẩu súng này đi nhá. Nhúng xà bông này. Đấy, nhiều xà bông nhá. Cho vào đây các bạn nhá. Wow. Ui, bẩn lắm các bạn ơi. Đấy, tắm thật sạch cho em ấy nhá. Wow, sạch rồi này các bạn ơi, một khẩu súng đồ chơi này. Đấy. Wow. Bằng chiu. Ui xa. Wow. Ui xa. Đấy, có ống ngắm này các bạn ơi. Bắn nhá. Ui xa. Wow. Bằng. Một khẩu súng đồ chơi đã được rửa sạch nhá. Cho ra đây đi các bạn ơi. Ok. Tiếp tục nhá. Xem nào. Bạn em nào nữa không? À, đây em gì đây? Ui. Cho vào xà bông nghe. Ui xa. Ui xa. Nhiều xà bông không các bạn ơi. Wow. Ui xa. Hello. Một em Tailbird. Một em Tailbird các bạn nhá. Mở cửa đây này. Đấy, lên cửa này. Lên xe bằng cửa đấy các bạn nhá. Bánh quay rất là tít luôn. Ok. Wow. Nè. À, một em xe ben đúng chắc này các bạn ơi. Ấy chà, nhiều xà bông chưa? Wow. Úi chà.
Wow. Úi xa. Rất là sạch các bạn ơi. Đấy, một em xe ben nhá. Đóng nắp thùng này. Đấy, đây là nắp thùng nhá. Xúc cát xúc đất lên đây này các bạn này. Không đổ ben là bấm vào nút này nhá. Pạch. Ôi chà. Ôi chà. Em lại bị kẹt rồi các bạn ơi. À, lên rồi. Đấy. Mở ben này. Đấy, bấm vào đây. Úi xa. Một em đung chắc nhá. Rồi. Cho vào đây. Tiếp tục đi các bạn ơi. Úi xa, em này em gì đây? Một em xe đua các bạn. Đấy, em này em xe đua off-road này. Nè. Một em xe cảnh sát nhá. Police. Đấy. Police car. Một em xe cảnh sát mở cửa luôn. Đấy, trong này là chú cảnh sát ngồi trên xe nhá. Đóng cửa này. Cửa bên này là chú cảnh sát nữa ngồi bên này. Đấy. Wow, lốp rất là to luôn các bạn ơi. Ý da. Nè. Wow. Xe này đánh vọng ác lắm các bạn ạ. Tiếp tục nhá. Ui, còn một em xe máy xúc, máy cẩu rất là to các bạn ơi. Em máy cẩu này to lắm rồi này. Đấy. Wow. Ui da. Cho vào xà bông đi. Đấy, cho vào xà bông nhiều nhá. Ui da. Thấy chưa, sạch đi một phần rồi đấy các bạn ơi. Đấy. Wow, khá là sạch rồi các bạn ơi. Một em cần cẩu crane, cần cẩu cứu hộ nha. Đấy, chú cứu hộ sẽ đứng lên trên nóc này. Đấy, trên cái thùng này. Kéo được không? Ai da. À, một em cần cẩu cứu hộ các bạn ạ. Rescue crane. Ok, cho đây. Tiếp tục các bạn nhá. Xem nào. Em này đi. Em này là em gì đây? Úi xa. Úi xa. Wow, một em xe cứu hỏa các bạn ơi, fire truck. Đấy, có cái cần cứu hỏa đây này các bạn này. Đấy, một em xe cứu hỏa nhá, fire truck này. Ok, nè. Đấy, một em xe trộn bê tông. Wow, ui cha, nhiều xà bông quá này. Đấy, trộn bê tông ở đây các bạn nhá, đổ bê tông ở đây này. Đấy, một em truck mixer. Ok. Ok, wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Ui, em này là em gì đây nhở? Wow, lạ quá. Ui, đây rồi. Đây, ít chó. Nè. Các bạn ơi, em này là một em máy bay này. Một em máy bay chiến đấu nhá. Bấm vào đây này, em ấy biến thành siêu nhân luôn. Đấy, mặt siêu nhân này. Đấy, đóng nắp vào. Ui chà, lại thành máy bay luôn. Wow. Một em Brain Superman. Ok, các bạn ơi, hôm nay mình rửa rất là nhiều đồ chơi nhá. Bye bye các bạn.